Xin chào tất cả cô dì chú bác anh chị em, mình tên là Nam và ở bên cửa hàng guitar Isaac. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn về một cây đàn guitar của bên mình đang cung cấp. Cái đàn này dành cho những người chúng ta là những người đang muốn tập chơi đàn và muốn tìm những cây đàn guitar gọi là khá là ổn định một chút để có thể dùng lâu dài được. Đó, và những người nào mà cũng đã biết chơi rồi và đang muốn tìm một cây đàn tầm giá chung chung để có thể gắn bó được gọi là cả giải trí cho mình đến dài dài, lâu dài một tí, thì đây là một sự lựa chọn rất là đáng quan tâm. Đây là sản phẩm mà mình cũng đã làm review, gọi là đã giới thiệu một vài lần rồi. Tuy nhiên ở trong video này thì nó có một cái sự cải tiến mà có lẽ là nhiều người, nhiều khách hàng đang rất quan tâm về cái sản phẩm này. Thì trước tiên thì mình cũng đi qua về những cái điều cơ bản mà mình đã giới thiệu trước đó. Thì cây đàn này là cây đàn gỗ thịt nguyên tấm hoàn toàn, xuất xứ là Sài Gòn. Đàn của bên guitar Isaac thì hoàn toàn là đàn Sài Gòn. Và những cái cây tầm giá này thì là từ gỗ giá này là bắt đầu là gỗ thịt trở lên, tất cả đều là gỗ thịt nguyên tấm hết. Thì với cây đàn này, đó là cây đàn gỗ hồng đào. Cái tên gỗ hồng đào thì liên quan đến mặt lưng và mặt sau, còn mặt trước thì bao giờ cũng là mặt thông. Còn trừ khi những cây đàn nào mà khách rất là muốn đặc biệt thì muốn làm mặt khác thì thường là mặt khác thôi. Còn đa phần nó sẽ là mặt thông. Chúng ta có thể nhìn thấy những cái vân gỗ này. Và quý vị nào mà đã mua hàng của Isaac thì yên tâm rồi, là gỗ thịt là gỗ thịt. Còn những khách hàng nào mới mà chưa đang quan tâm ấy, thì cũng yên tâm là bên mình giới thiệu là gỗ thịt thì nó là gỗ thịt, chứ bên mình không làm vớ vẩn đâu. Đây, có thể kỹ hơn mình có thể quan tâm này, những cái đường bên trong bạn nhìn thấy gỗ thịt có vân gỗ này. Đó, còn kỹ hơn nữa thì nếu mà mua về mà ai bảo gỗ ép thì các bạn cứ đến cửa hàng đập thẳng đàn vào cửa hàng và cửa hàng sẽ bồi thường cho các bạn. Yên tâm chưa? Mặt cạnh và mặt lưng ở đây là gỗ hồng đào. Đấy ạ. Chúng ta nhìn đây, cách để phân biệt gỗ nguyên tấm đơn giản lắm. Chúng ta nhìn thấy những vân gỗ bên ngoài này, thì bên trong chúng ta nhìn vào sẽ có những vân gỗ bên trong đồng nhất với nhau, thì đấy là chúng ta đấy là biết là gỗ thịt. Còn những gỗ ép thì nó sẽ khác, bên ngoài có thể nó có vân loằng ngoằng nhưng bên trong nó là một cái miếng phẳng đét, thì đấy là cách phân biệt. Và với cây đàn này thì nó có một bộ phận gọi là đi chỉnh cần, thì cái đàn chúng ta sẽ được bền lâu hơn, thì nhỡ nó xảy ra vấn đề cong cần khi mà thời gian cái dây nó co, đúng không ạ, thì cần nó cong thì cái đi chỉnh này nó hạn chế cong cần, và khi mà nhỡ bị cong thì nó có thể rút ra chỉnh thẳng được. Và như ban đầu thì đây một phần nữa, cái khóa đàn đây là khóa đúc khá là chắc chắn, vặn rất là trơn tru, không có gì đặc sắc lắm nhưng mà cũng cần giới thiệu. Dây đàn tất nhiên rồi, dây kim loại vì đàn acoustic đúng không? Một điểm cũng khá là quan tâm ở cái phần cần đàn này, tức là chúng ta để ý thấy cái mặt cần nó phồng lên. Đó, thì như các cái đàn khác, đàn tốt thì nó sẽ giúp chúng ta là đi chơi hoặc âm chặn này ổn hơn đúng không ạ? Như ban đầu mình có nói về cái điểm đặc biệt của cây đàn này, đây là phần mà chúng ta đang rất quan tâm, nhiều người rất quan tâm, đó là những cái cần đàn mà ở phần này nó ghép thì khi nhỡ xảy ra vấn đề đổ đúng không ạ, thì nó sẽ bị nứt cái phần ghép này ra. Đấy là cái điều rất khó chịu, và khi gắn lại thì có thể vẫn gắn được nhưng mà nó sẽ không được 100% như cũ được. Đấy, thì nhiều người rất khó chịu. Thì ở bên mình những cái đàn mà tầm giá và tốt một chút như dòng FS4 trở lên thì sẽ làm cần liền. Dòng này thì bên mình chưa làm được, nhưng mà do quá nhiều yêu cầu và thấy rằng cũng nhiều cái sự bất cập khi mà dùng cần ghép nên bên mình đã cải tiến và thay đổi, giảm những cái chi phí khác đi một tí, tăng cho cái chi phí cần một tí để cho được cái cần liền, giá thành không đổi và cần liền. Thì như vậy thì âm thanh nó sẽ không được, có thể nó sẽ không được đẹp bằng cái âm thanh của cái mẫu mà cần ghép. Nếu mà chúng ta cảm thấy tự tin để giữ đàn tốt được ở trong nhà mà không bị đổ thì chúng ta cũng có thể mua cây cần ghép đấy, thì âm thanh nó sẽ ổn hơn cây này. Đấy là theo nhận định của một vài anh em làm chỗ mình bảo như vậy. Với cái đàn này thì khách yêu cầu thay lược ngựa bằng xương, thì mình có thay bằng xương thì chi phí nó là 50.000 cho một bộ này. Còn nếu chúng ta không muốn thay để bằng nhựa thì giá thành không đổi. Ok chưa? Và bây giờ thì chuyển sang phần âm thanh của cái đàn này. Đánh dây buông ạ. Một vài âm cơ bản chúng ta sẽ đi như sau. Dẫn em đến trường,
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. À, đấy là về phần âm thanh thì khi chúng ta hát nghe ổn không ạ? Với cái âm thanh như vậy và cái chất lượng gỗ đàn như vậy và những cái thông số về cần như vậy thì chúng ta yên tâm rằng cái đàn dùng rất là lâu bền, thoải mái. Chúng ta không làm vỡ đập gì thì đúng là nó sẽ dùng đến cả chục năm, 20 năm vẫn chạy tốt. Ok, và nếu chúng ta có nhu cầu muốn mua cái đàn này thì gọi trực tiếp liên hệ với số cửa hàng qua hai số điện thoại đó là 0971353332 và một số nữa là 0936984989. Cơ sở chính ở tại 233 Hoàng Công Chất, còn các cơ sở khác nữa nhưng mà cơ sở chính khách hàng dễ nhận biết nhất, tìm nhất đó là ở 233 Hoàng Công Chất vì nó gần với bến xe Mỹ Đình. Đúng là đến đó cách đó khoảng tầm 3 cây rưỡi 4 cây thôi. Đó. Và khách hàng nào ở xa mà không đến được thì bên mình sẽ hỗ trợ đóng hàng, vận chuyển. Còn cái tiền cước do bưu điện họ quy định thì khách hàng sẽ phải thanh toán cái tiền này. Nó cũng sẽ dao động từ 100.000 cho đến 170.000, đấy là phí ship toàn quốc. Càng gần cửa hàng bao nhiêu thì phí ship càng rẻ. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác. Xin chào các bạn.